Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ, để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tòa Bạch Ốc phải sơ tán do phát hiện vật thể khả nghi. Ngày lễ độc lập ngày 4 tháng 7 năm 2023 bùng nổ, hàng chục ngàn người kéo về Nam Carolina để nghe bài phát biểu hùng hồn của Donald Trump. 7 sự thật chấn động cả thế giới về Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo trang tin The Post Millennial, Tổng thống Mỹ Joe Biden không có mặt ở Washington DC khi các nhân viên an ninh phát hiện một vật thể lạ xuất hiện gần khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên cơ quan mật vụ Hoa Kỳ USS cho hay, hôm ngày 2 tháng 7, các nhân viên an ninh đã phát hiện một vật thể lạ xuất hiện gần khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Để đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra, toàn bộ nhân viên có mặt ở đây khi đó đã được sơ tán. Ngay lập tức, một đội phụ trách xử lý các chất độc hại thuộc Sở Cứu hỏa Washington DC đã được điều tới vị trí phát hiện vật thể khả nghi. Trong khi các nhân viên USS được triển khai để phong tỏa một số con đường chạy qua khu vực tòa nhà liên bang, phát ngôn viên USS cho biết thêm, theo điều tra sơ bộ, vật thể trên là một gói cocaine. Khi vụ việc xảy ra, Joe Biden và con trai đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần tại trại Davis nằm ở bang Maryland. Ngày lễ độc lập ngày 4 tháng 7 năm 2023 bùng nổ, hàng chục ngàn người kéo về Nam Carolina để nghe bài phát biểu hùng hồn của Donald Trump. Quý vị thân mến, từ Nam Carolina, trong lễ kỷ niệm ngày độc lập lịch sử được tổ chức trên đường phố chính của thị trấn nổi tiếng, hàng chục ngàn người đã tập trung đến mức có thể nhìn thấy hào hức chờ đợi trên đường phố bất chấp nhiệt độ mùa hè nóng nực với hy vọng được nghe thấy những lời phát biểu đầy cảm hứng của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tổng thống đã đến Pisgah theo phong cách bay qua đám đông trên chiếc Trump for One và sau đó bước lên bục để có bài phát biểu chạm đến tinh thần của cách mạng Hoa Kỳ. Đáp chuyến bay vào lúc 7 giờ 55 phút sáng, Tổng thống Donald Trump như là một tia nắng sáng rực đã mang năng lượng MAGA khổng lồ đến tiểu bang này. Ông tuyên bố trước đám đông khi bước lên sân khấu, "Hãy để tôi bắt đầu bằng việc chúc tất cả các bạn một ngày độc lập hạnh phúc, những kẻ thù đang đe dọa nền tự do của Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một tầm nhìn hướng tới tương lai, sự vĩ đại sẽ đến trong chính quyền Trump năm 2025. Tổng thống Trump thậm chí còn dành một chút thời gian để đọc thuộc lòng bài thơ và bài hát nổi tiếng The Snake, điều thường thấy trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. Ông thường sử dụng bài thơ để chứng minh sự thối nát của đầm lầy Washington. Bài thơ kể về câu chuyện về một người phụ nữ dịu dàng cố gắng cứu một con rắn, nhưng cuối cùng lại bị loài rắn cắn phải nọc độc. "Ôi im đi, người phụ nữ ngớ ngẩn, bạn biết rõ tôi là một con rắn trước khi bạn đưa tôi vào." Tổng thống Donald Trump đồng thời cũng tấn công đối thủ chính trị chính của đảng Cộng hòa là thống đốc DeSantis, người mà ông gọi vui là DeSantis Timonius và DeSantis, người mà chuyên đi đánh cắp các quyết sách của Donald Trump và chỉ biết nói thêm một câu rằng ông ta sẽ làm tốt hơn tôi. Liệu một người như vậy có đủ cho quý vị tin tưởng và đặt an nguy quốc gia của mình vào hắn hay là không? Tổng thống Trump đã ca ngợi những thành tựu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Tòa Bạch Ốc, từ việc loại bỏ thỏa thuận thương mại NAFTA cho đến việc bổ nhiệm gần 300 thẩm phán liên bang và 3 thẩm phán tòa án tối cao. Và ông cũng là tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ không khơi mào chiến tranh. Tổng thống Trump cũng nói với những người ủng hộ rằng chúng tôi sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ và ông sẽ chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine ngay khi bước vào phòng bầu dục năm 2025. Ông ấy thề sẽ tống cổ những nhân viên của nhà nước ngầm và tống họ ra khỏi các tòa nhà liên bang. Tổng thống Trump đã lên tiếng phản đối tin giả, chỉ trích các phương tiện truyền thông giả mạo, thứ đã được vũ khí hóa và lưu ý rằng ông ấy đã chịu đựng các cuộc tấn công chính trị như thế nào, nhưng sẽ không lùi bước. Khi số lượng tham dò ý kiến của chúng tôi tăng vọt, họ ngày càng trở nên hung ác hơn.
làn sóng rực lửa của hàng chục người ủng hộ đã dâng trào khi đám đông hò reo ngày một lớn. Tổng thống Trump đã tiếp thêm sức mạnh và nói, nước Mỹ mệt mỏi vì bị cai trị. Bây giờ tôi có sự ủng hộ từ các bạn, chúng ta cùng nhau kết thúc nạn tham nhũng ở Washington DC và xóa sổ triều đại sự thống trị của phe cánh tả. Chúng ta sẽ lại là một quốc gia tự do. Nơi hàng chục ngàn người yêu nước đang có mặt ở đây, Tổng thống Trump hô vang lời kêu gọi người Mỹ đoàn kết đứng lên đối mặt với chế độ chuyên chế. Ông ấy gợi nhớ về trận chiến lịch sử mà tướng Pickens, vị anh hùng trong chiến tranh cách mạng đã giành được, người mà thị trấn này được đặt theo tên. Ông nói, giống như tướng Pickens, tất cả chúng ta ở đây hôm nay đang trong cuộc chiến đấu vì tự do và độc lập của Hoa Kỳ. Và giống như vị tướng vĩ đại, chúng ta phải ngẩng cao đầu, chúng ta phải đứng vững và chúng ta phải tiến lên để chiến thắng. Chúng ta đứng trên vai của các thế hệ người Mỹ yêu nước, những người đã cống hiến tất cả những gì họ có cho đất nước và tự do của chúng ta. Trump bày tỏ sự kính trọng đối với tổ tiên người Mỹ của chúng ta, những người đã chinh phục một biên giới nguy hiểm và đối mặt với kẻ thù để tạo ra sự tự do cho các thế hệ tương lai. Ông nói thêm, họ đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt để biến quốc gia này thành một quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Những bình luận yêu nước của Tổng thống Trump đã tiếp tục thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám đông, vang lên những tiếng hô vang. Chúng tôi yêu Trump. Tổng thống kết thúc bài phát biểu của mình bằng một phần kết sâu lắng và kịch tính bằng nhạc cụ, cung cấp cho những người tham gia biểu tình một danh sách gạch đầu dòng về các chế độ hiện tại đang làm việc để nhấn chìm sự thành công của các quyền tự do của Mỹ. Ông ấy thề rằng, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép nỗi kinh hoàng này tiếp tục. Chúng tôi sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại trở lại năm 2024 nếu trận chiến cuối cùng của chúng tôi. Cùng với sự hỗ trợ của bạn trong cuộc bầu cử sơ bộ này, chúng tôi sẽ hoàn thành những gì chúng tôi đã bắt đầu. 7 sự thật chấn động cả thế giới về Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7. Quý vị thân mến, tại Hoa Kỳ, ngày độc lập Quốc khánh còn gọi là ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm tuyên ngôn độc lập được ký năm 1776. Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành, liên hoan ngoài trời và nhiều buổi lễ công cộng. Từ năm 1777, pháo hoa đã được đốt để đón mừng ngày lễ. Ngày độc lập được chào đón với những biểu hiện yêu nước. Nhiều nhà chính trị thường đọc diễn văn ca ngợi các di sản của người dân Hoa Kỳ. Các gia đình thường làm cuộc liên hoan ngoài trời, thường tụ tập với những người bà con ở xa vì được nghỉ nhiều ngày cuối tuần hơn. Các cuộc diễu hành được diễn ra vào sáng ngày 4 và buổi tối thường có pháo hoa ngoạn mục. Trong dịp lễ thì nhiều gia đình treo cờ Hoa Kỳ trước cửa nhà để chúc mừng. Hãy cùng với Emily, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 7 sự thật thú vị về ngày Quốc khánh Mỹ, ngày 4 tháng 7 qua phần trình bày sau đây. Thứ nhất, theo sử gia Kenneth C. David, ngày 2 tháng 7 mới thực sự là ngày thích hợp để kỷ niệm ngày độc lập của Mỹ. Thực tế, Tổng thống John Adams viết thư cho vợ là bà Abigail trong ngày mùng 3 rằng ngày 2 tháng 7 sẽ đi vào lịch sử. Tuy nhiên, phải đến ngày 4 tháng 7, Quốc hội Mỹ mới chấp thuận tuyên bố của Thomas Jefferson công nhận cuộc bỏ phiếu hai ngày trước. Thứ hai, lịch sử Mỹ ghi nhận 3 trong số 5 tổng thống đầu tiên của Mỹ qua đời đúng vào ngày Quốc khánh. John Adams, tổng thống thứ hai và Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba, là những đối thủ trong suốt sự nghiệp chính trị, nhưng lại chết cách nhau vài giờ đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh. Sau đó, James Monroe, tổng thống thứ năm cũng qua đời vào đúng dịp kỷ niệm 55 ngày Quốc khánh Mỹ. Thứ ba, người Mỹ bắt đầu tổ chức lễ độc lập từ năm 1777. Các lễ kỷ niệm lớn đầu tiên diễn ra tại thành phố Philadelphia, mở màn bằng diễu hành, bắn 13 quả pháo chúc mừng cùng lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 1870, Quốc hội Mỹ mới chính thức công nhận ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập. Thứ tư, lễ độc lập cũng trùng ngày sinh của nhiều người nổi tiếng như là Kevin Cordes, tổng thống thứ 30 của nước Mỹ, nhà kinh tế đoạt giải Nobel Gerald W. và nhà vô địch Olympic Pam Stever. Thứ năm, ngày 4 tháng 7 cũng là lễ hội xúc xích lớn nhất trong năm. Theo tạp chí Time, người Mỹ tiêu thụ khoảng 155 triệu xúc xích trong ngày lễ độc lập. Tuy vậy, không ai biết rõ vì sao xúc xích lại có mặt tại Mỹ. Theo Hiệp hội Xúc xích Quốc gia, nhiều khả năng xúc xích được người châu Âu mang đến Mỹ trong các cuộc di cư. Những chiếc xúc xích đầu tiên được cho là xuất hiện ở vùng Bắc Mỹ. Thứ sáu, theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, Pennsylvania,
nơi tuyên ngôn độc lập Mỹ được thảo luận và ký, có tới 11 địa điểm có chữ tự do trong tên gọi. Ngoài ra, có tới 33 địa điểm khác có chữ đoàn kết. Do đó, các nhà thống kê kết luận Pennsylvania chính là bang yêu nước nhất trong số các bang. Còn theo văn phòng Patriots ở Pennsylvania, còn có một thị trấn mang tên yêu nước với dân số khoảng 209 người. Thứ bảy, do có một vết nứt lớn trên thân nên chuông tự do, một trong những biểu tượng của nước Mỹ, chưa bao giờ được rung lên kể từ năm 1846. Vào ngày 4 tháng 7, người ta chỉ dám vỗ nhẹ 13 lần vào chiếc chuông trị giá hơn 3.000 đô và coi đó là dấu hiệu thông báo cho các chuông khác trên khắp đất nước. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.